chào quý vị và các bạn. Hôm nay hai cô cháu mình sẽ làm cái món của vùng biển. Đó là cá hố nướng lá chuối. Giờ hai cô cháu mình sẽ đi ra vườn hái lá chuối. Cá này mình sẽ ướp một chút xíu muối để cho nó tăng thêm cái vị đậm đà chút xíu nha các bạn. Mình đem đi mình nướng thì nó sẽ thấm cho con cá nhiều hơn. Rồi mình sẽ để lá chuối lên và mình sắp cá lên. Mình sẽ đóng nắp lại, không cho ai thấy gì hết luôn. Giờ mình sẽ làm cái nước mắm miền Trung cho các bạn coi ha. Cái cá đó là mình phải chấm với cái nước mắm miền Trung. Đây mình sẽ cho tỏ ớt vô nè. Mình sẽ cho 3 trái ớt. Thường miền Trung ăn rất là cay, cho nên hôm nay cho cay xé luôn. Các bạn thấy mấy cái tỏi lý sơn không? Nhìn thấy nó rất là đẹp không? Đường á, mình sẽ cho 3 muỗng đường. Giờ mình sẽ đâm trước đi ha. Đâm cho nó nát nhuyễn ra. Thường miền Trung thì người ta có cái muối lá é. Còn đây mình không có lá é thì mình sẽ thay cái muối đó bằng hành lá. Chấm cũng rất là đặc biệt nha các bạn. Nếu mà mình có ngò rí nữa thì nó ngon hơn. Ở đây mình cũng có ít cọng ngò rí nè. Giờ mình sẽ đổ hành lá và ngò rí vô nha các bạn. Mình sẽ đâm nhuyễn vô luôn. Cái số hành và tỏi, ớt rồi đường mình đã bằm nhuyễn. Mình sẽ bỏ vô cái chén này để mình pha nước mắm nha các bạn. Giờ mình sẽ làm 4 muỗng nước mắm nha. Rồi. Mình sẽ khuấy đều lên. Cá mình này mình cũng có nhờ mấy bạn nướng giùm. Chờ chút xíu nha các bạn để cho con cá nó chín đều. Rồi sau khi mình đã nướng hoàn tất cá xong, giờ mình sẽ lột cái mài lá chuối ra nha. Mời các bạn nha. Giờ mình sẽ thử trước xem nó có độc hay không. Đó, cá là mình ăn rồi mình phải bẻ cỡ này nè. Cái xương của nó rất là dài luôn. Thôi mình nhai xương đi bỏ uổng, tại từ biển vô bỏ rất là uổng. Thấy không? Nhai nha. Rồi giòn quá. Chấm một miếng nước mắm. Rất là thấm, hương vị nó rất là ngon, rất là lạ và nó tuyệt vời ha. Cái thịt nó rất là ngọt, chắc có nước bên trong. Mình nướng này thì nó sẽ thấm hết cái nước nó vô. Các bạn ăn kèm với rau nó mới ngon. Còn xương nha Hạnh.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip của mình nha. Chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Làm mấy cái có thấy cá hố các bạn mua về và làm thử với bếp củi quê hương xem ăn cho nó có ngon các bạn nha. Bye bye và tạm biệt. Rồi, ăn với các bạn.